sao khóc vậy ta? Hả? Buồn hay là mừng hay là vui hay sao? Không, không, người ta cho, Linh ngồi với con kìa. Linh ngồi nè. Tám khóc rồi nghe không? Leo lên. Không, không, họ rớt tiền này lấy tiền lại bây giờ đó, leo lên. Leo lên ngủ ôm con chút con. Ấm không có không? Tám ngồi xuống đi. Vì Tám mừng hay là vui hay là sao? Trời, bà đổ bà hết con kia rồi, giờ tới bà đó tôi mệt quá trời rồi, hỏi con nghe Tám. Tám ơi sao khóc? Tám ngồi khóc thì bơ, cậu nhỉ? Anh Hiền bước vô là bó khóc rồi, bó cũng ngưng nước mắt rồi. Nhớ hồng hả? Này mấy Hiền về vui quá khóc hay gì Tám? Hay chuyện gì Tám? Tâm sự sao lên đi, sao khóc? Nhớ hồng. Hồng thì biết đường đâu kiếm. Hôm nay Hồng đi mấy bữa rồi Tám? Đi mất mấy bữa rồi? Đi 3 bữa rồi. 3 bữa rồi hả? Sao giờ? Tôi không bỏ được thì sao? Nãy giờ có ai điện nói gì không vậy Tám? Nó có điện nói gì đâu. Cậu nghe thấy Tám tình thương Tám bao la quá hả? Nhớ Hồng, khóc. Giờ bây giờ chia sẻ lên đây mọi người, có ai thấy em Hồng ở đâu thì báo. Bệnh viện ở dưới lúc đó bệnh viện Tâm Thần nằm đầu 6 mấy lần rồi, cũng bà này đưa đi à, rồi đi khám hàng tháng rồi vẫn đi rồi, thời gian rồi lại ngồi với con, ôm con đi, nhà có con đi, ôm con đi, không người ta lấy tiền lại hết á, làm tiền đi đâu không được đâu nè. Ôm con chút đi nè, ôm con đi, ông bà mới thương mới cho tiền nè, ôm bà mới được không nè, ôm đi Hiền. Không đi. Không ôm con à. Con nhỏ nó buồn ngủ bà nội ơi. Nhỏ buồn ngủ rồi Tám này. Đâu có đâu. Nó mới ngủ. Thấy mắt nó sụp mì. Ôm bé tí đi cho ôm chút xíu. Ôm chút đi. Ôm con mình đi. Khóc cái gì? Ôm đi để nhỏ té bây giờ đó nghe. Ôi con kìa, cu beo kìa. Khóc gì con, nó khóc đi. Ôm đi. Nó tay nó giữ con đó. Đó nó đang ôm con đó. Tối mà hung cái bằng hung như cái lắm cái đít cho ta mà bà giờ vậy đó. Ông mẹ đấy rồi, tối rồi hung cá. Nó đang ôm cái Tám, đang ôm con đó. Dựng Tám bé Hèn về, dựng Tám mình không, dựng Tám. Tao giờ tao đang lo qua đây chứ ở đâu mình. Có gì lo gì tâm sự. Lo xong lo. Mẹ lo không biết sao đây nữa nè. Ông kia ông vô ông dắt đi á. Dễ gì dễ gì cho ông dắt. Yếm đi. Yếm mày yếm. Giờ là yếm gì mà yếm. Ôm con đi, người ta mới thương. Không, bây giờ ổng có yếm gì vậy? Ổng nó về cái con ổng rồi. Ông về nó nói ổng về ổng với con trai ổng rồi. Ông này không bỏ không? Hả? Nhưng mà ông cục ổng về với con ổng rồi. Ổng đi, ổng đi. Ổng về với con rồi, giờ em ôm con em đi. Ôm con em đi thì ông trời ấy thương em chứ. Con này là con em nuôi em á. Con này đeo nuôi em á. Không. Ơi ổng rồi. Hiền bữa về nhà ai cũng mừng hết nha quý vị, bà Tám có mừng quá khóc luôn. Còn tao là tao lo đó nha. Còn Diễn Tám, lo ha. Đang lo. Hoàng Anh, U Quái Hiền đang giấc này đang chăm sự với em chút chứ hồi cũng vô bệnh viện rồi. Hoàng Anh yếu quá trời, tội nghiệp không? Hoàng Y em bệnh làm bộ chị. Lắc tối rồi. Rồi cái ống canxi còn em quên. Em muốn hết viên canxi rồi. Cái mặt em sưng luôn. Sao hoàng anh cả. Nói sao em gửi mình tôi gửi cho tôi 10 triệu tôi quyết định là gửi giờ đó là nó đưa nó 10 triệu để nó lo bệnh cho nó, nào nó chưa có lấy mà giữ 10 triệu đó khi nào cần là lấy ra đưa cho nó. Bây giờ 10 triệu đó bây giờ là gửi bên cậu đi, tại vì cậu nó là có chìa khóa, tôi không có chìa khóa là tôi không có lãnh. Con gì gửi mình còn 90 triệu nó, tôi đang cầm đây là lát đem qua gửi cậu nó. Gửi cậu đi, không có để ở nhà. Con nữa con phải tự lo con được rồi. Không được quá có đồ. Mày nói vậy là tao không đồng ý. Nó mày mà không khỏe là tao cũng không khỏe nổi luôn đó. Nếu mà mày không mày không khỏe nữa sao mày lo tiếp mấy đứa này với tao? Bây giờ mày không khỏe làm sao mà tao lo? Bây giờ mà mày phải lo bệnh của mày chứ không có nói năng gì chứ. Tao thì không còn sức khỏe nữa chứ. Tám thì Tám già, sáu mấy tuổi rồi.
Si mình rồi. Phải thương con mình chứ, mình phải tiếp với 80 con của mình chứ, con mình đẻ ra mà. Em đẻ ra đó. Nếu mà nếu mà mày còn không còn sức khỏe thì tao không có còn sức khỏe đâu, tao thẳng luôn. Đó, đó. Thương không? Còn hai thằng bây giờ còn hai đứa bà, bây giờ còn thì tình bây giờ mày còn hai đứa nhỏ nữa. Không đâu. Thằng anh phải lấy bản thân mình đi. Tập trung lo mấy đứa này không mà hai đứa kia nhiều khi mà nó cũng phiền chứ. Giờ bây giờ giờ uống thuốc hoài cũng y gan bệnh để giá nào mà vậy. Dán ráng trị bệnh chứ. Rồi nói chuyện rồi mà đi hồi tại uống mệt uống xỉu à, còn xỉu. Còn người thì còn của hết người hết của. Nếu mà nếu mày có chuyện gì là tao buông tay luôn, buông tay luôn. Nói năng đi. Mắt thằng này không có là đừng đi đâu được hết trơn. Chứ đang về bực bội chết luôn. Không bây giờ nó đi mất nữa rồi. Nhưng mà để nó dưới không biết là cho hay dưới rồi bây giờ tao không biết người ta có đi kiếm không. Ngày phải học lên được tới lớp 5, từ lớp 5 trở lên là mới có khỏe được. Có gì nói anh Từ không? Nó nhớ anh Từ không? À, anh nhớ. Gì không nhớ anh Từ hả? À. Ủa, đêm hôm có thương anh Từ không? Anh ơi, sao không thương anh Từ không rồi chứ này không thương? Sao à? Vui vẻ lên đi ăn, mới ăn uống gì? Tối cho thấy mặt hoặc anh chứ. Anh ơi, anh ơi. Thấy cô bèo hung luôn vậy, cái thích người ta nữa. Ngồi đó đi. Còn thuốc không? Ông còn thuốc không? Còn sao còn? Chịu chưa? Uống cái chịu chưa? Kiếm mày. Mày nói chuyện không có gành không gì hết trơn á. Nói chuyện rồi. Nói đưa chuyện cho gành chút coi. Hả anh yếm đi. Kiếm. Dòng yếm. Ở kiếm mày. Tám rồi. Ở kiếm mày ngồi anh cho dịch quay. Tám. Nói à. Tám. Ám hoài. Ám tao làm gì ám mày. Ý đi. Kéo áo lên, kéo áo lên. Kéo xích áo lên không hở ngực. Đừng có dở ra. Trời ơi, ý, ai đâu mà lấy dây chuyền của mày đâu mà. Cho con dây chuyền cho anh đây. Sao ạ? Không thương anh Tư à? Anh Tư mới cho tiền đó mà không thương anh Tư à? Trả con mày nè, giờ tao nghĩ rồi đó. Trả con này kìa, chết rồi. Ai không làm là giờ em đi. Con kìa. Bỏ luôn rồi. Ủa rồi ông ơi. Ai nuôi gì mai chứ? Ông nuôi không? Ai nuôi? Trời ơi. Nuôi giùm hả? Tám nó nghỉ nuôi rồi, phải cho rồi kìa. Cái cổ cái cộng áo này lại coi. Tám nó cho rồi kìa. Tao đây chuẩn bị đi kiếm hồng ở đây, thì tao giờ tao không nuôi ai nữa chứ. Con có mấy người chị trả đó. Cái gì vậy, cột lên, là cột này lên. Tiền rồi để nó đi, cột này lên đi, trời thương tiền không mà trời. Lại cho để nó ừ. Ông đi vô cái đó ông lấy cái cọng dây trên thùng cây cột này đấy. Ủa ấy em đi. Ủa chị ỉa à. Dây chuyền ai lấy đâu? Cho anh xin. Dây chuyền trong cái đó đó. Ở đâu? Dây thùng có trong cái vòng vòng đó có cọng dây thùng không? Có. Cọng dây thùng mấy hư ông bật tiền á. Ở đây có rồi, có rồi đây. Thì cho anh Tư đi. Thôi cưng lấy cho anh mới được. Ông ánh đâu? Quên á. Lục đi trong trong ấy không có. Không chả nào rồi ấy đi cho mấy ăn uống gì. Không có. Nó tính còn rồi mà thì cho ngắm rồi biết sao nó đi đâu nó có cái gì á nó gọi. Cô bèo bữa nay mà đẹp trai quá. Đẹp trai chứ mẹ gì kỳ quá trời nè. Cái nè. Ôi cái nè. Cái nè. Giờ giờ thấy cái gì chưa? Ở dưới còn một sạc không? Còn. Còn mà sao thường thổi ấy không ai cho nữa. Cho hỏi nó là nó cho rồi mà không biết nó cho ai, biết tượng đâu mà. Ai? Hả? Hả?
cho ai hả? Được xé hả? Cái điện thoại của hổm của mình là tôi hổm tôi đưa cho nó đâu rồi? Cho hết trơn rồi. Hai cái cho hết trơn rồi, cái đen cái xanh đó. Sao không cho anh Tư? Trời ơi trời, cái mặt chiều nay bởi vì cua số phải rồi. Rồi cái số mày có trúng chiều nay mắng tao. Ờ cho anh đợi số đi. Con này trả nó con mà. Vậy anh Tư bắt con cho ta ha. Vậy ai nuôi? Bây giờ bà Tám không nuôi ai nuôi? Bà Tám không nuôi cho ai nuôi bây giờ? Giờ ai nuôi? Ai nuôi? Tám nuôi hả? Chút nữa chị về chồng là nhỏ còn mới lớn nó còn đợi cái xét gì cái nữa là xong rồi. Con cô Beo con ở Cần Giờ này. Con vợ lên dọn cái đó ăn uống chưa đợi cho nó. Còn anh nhảy lên luôn đi. Nhảy lên làm cân cái nữa. Làm cái gì nói tào lao cũng chết gì đó. Tôi ăn mệt là tào lao chết. Không còn anh khuyên chị anh định con khuyên gặp gái không nữa. Khuyên em gái mình nhé. Giờ nó khuyên chị sinh con một